lúc nào cũng vậy á. Nhân dân công đoàn, cậu nên đi khám lại tim của mình đi, có vấn đề đấy. Anh Huỳnh, sao lúc nào anh cũng trêu chọc bắt nạt Đăng Quang thế? Tội có làm gì anh đâu. Giỡn chơi một chút thôi, có gì đâu. Nhưng anh là chủ tịch công đoàn, anh phải là tấm gương cho mọi người tôn trọng đấy. Đằng này... Cái gì vậy trời, sao tự nhiên nghiêm trọng như vậy? Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn tiếp tục một lần bắt nạt Đăng Quang, tôi hứa với anh, ban lãnh đạo sẽ cho anh đi khám tim ngay đấy. Anh tin tôi đi. Nhân dân công đoàn, tôi không hù ai nữa thì lấy gì bắt lỗi được tôi. Đăng Quang. Ôi trời ơi, ngốc cỡ đó mà còn không ra được biến táo. Bây giờ mà cô Kiều Anh đến lúc này là giết tôi liền. Anh ơi, nhưng em xuống dưới nhà rồi, mấy phòng khám họ đi nghỉ mát hết rồi, làm thế nào bây giờ? Bây giờ phải có cách nào, mắt cậu ấy gần lồi nó luôn rồi kìa. À, anh ơi, hay nếu cậu ấy không thở được thì cho em hô hấp nhân tạo xem thế nào. Này này này, có phải chết đuối đâu mà hô hấp nhân tạo cô này. Gọi bệnh viện, cấp cứu liền, lẹ đi. Cái gì đấy? Cái gì? Sao rồi? Sao rồi? Em nuốt được miếng táo rồi. Được rồi, khỏi gọi nữa. May quá. Nhờ trời. Em ổn rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn Mai. Cậu làm tôi lo, hiểu không? Mà khi mà cậu làm tôi... Ủa? Cái nhẫn tôi đâu? Cái gì ạ? Cái nhẫn của tôi. Anh cố nhớ thử xem. Nhẫn đeo ở ngón tay của anh thì ai mà lột ra được cơ chứ? Anh nhớ rất kỹ, trong lúc anh đang thông cổ họng cho cô ấy, chiếc nhẫn của anh đeo ở ngón tay rơi vào bụng cô ấy rồi. Hả? Này, làm gì có chuyện đó? Em nuốt vào bụng em cái gì em phải biết chứ. Này, cậu đừng có cãi nha chưa? Anh đừng có đổ thừa cho em. Đổ thừa cái gì? Bây giờ cậu phải ói ra được gì tôi? Trời ơi! Cho dù em có nuốt đi chăng nữa thì giờ nó nằm trong bụng rồi, sao lấy ra được? Sao cái gì? Anh chờ nó đi, chừng nào mà nó ra thì em lấy em trả anh. Vào đây! Vào đây! Anh làm gì vậy? Vào đây! Mày! Vào đây! Ói ra đi! Anh mời em uống cà phê. Đấy, uống cà phê. Anh làm gì thế? Anh định dọa tôi đấy à? Dọa cái gì? Đồng nghiệp với nhau, mỗi lần anh gặp anh cũng vui vẻ vậy hết trơn. Đây, mời em ly cà phê. Uống đi. Sao hôm nay anh tốt vậy? Anh là chủ tịch công đoàn, anh phải có trách nhiệm, anh lo cho mỗi nhân viên trong công đoàn của anh. Ai đang nôn nhẹ trong kia đấy? Nhanh tính Đăng Quang. Đăng Quang đấy. Hồi nãy cậu ấy ăn nhầm trái táo em cho rồi bị đau bụng làm sao á? Hả? Trái táo của tôi á? Thì tôi phải xem thế nào. Còn có sao? Anh lo rồi, yên tâm. Tỏ thấy không? Im ru có gì đâu. Rồi. Trời ơi, Đăng Quang à, sao đấy? Hả? Này. Gì? Anh không định lấy lại nhẫn à? Nhẫn à? Nhẫn gì? Ôi, nhẫn của anh. Sáng nay anh tháo ra để bôi thuốc kẻ ở tay. Anh gửi tôi, anh quên à? Đăng Quang. Cô ta anh bôi thuốc kẻ. Sao anh nhắc thật tay cho miệng tôi? Mất 4 tháng lương để được ở bên Bảo Trinh một lần tôi cũng sẵn sàng. Nhân dân công đoàn, tôi không muốn cậu nói những chuyện nham nhở này trong công ty nha chưa. Cậu có biết vụ mấy diễn viên bị lộ hàng không? Thì sao? Tôi có được link nét lắm, xem không? Thôi, không xem, chẳng thích. Lúc này trên mạng mấy cái đó nhiều lắm, đầy giấy, nhàm. Thế phải làm thế nào thì cậu mới hết nhàm? Tôi hỏi cậu câu này nha. Nếu bây giờ trước mặt cậu có hai cái đĩa, một cái đĩa là của Paris Hilton, chứ là một cái đĩa của Bảo Trinh, cậu xem đĩa nào? Bảo Trinh có băng sách à? Cái ý tưởng của ông ấy cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Ý tưởng gì? Thì đĩa sách của em Bảo Trinh ấy. Đàn ông trong tòa nhà này ai chẳng một lần ước muốn được gần bên em Bảo Trinh. Ông nói gì tôi chẳng hiểu. Tôi có một chiếc camera nhỏ xíu, mình có thể đặt nó ở trong toilet. Trời ơi. Cậu muốn được ngồi đếm lịch dài dài à? Ngồi tù à? Chứ gì nữa. Thế thôi. Bây giờ thế này, 70-30, mình là bạn thân 50-50, lần cuối cùng 60-40 thì nói ra xem là cái gì đi đã. Cái đòi hỏi siêu ý tưởng của tôi là sao? Với lại rất cần nghệ thuật bán hàng của cậu. Hiểu không? Bảo Trinh sẽ có đủ cho tất cả mọi người. Tiền lời của mình nhiều lắm đấy. Tức là thế nào? Không hiểu nè. Chưa. Bây giờ chúng ta lên mạng, chúng ta tìm một bộ phim nào đó mà diễn viên giống với Bảo Trinh. Phần còn lại là nghệ thuật bán hàng của cậu, hiểu chưa? Hay. Tức là ai chẳng muốn nhìn thấy người mình quen ở trên giường phải không?
Nếu bây giờ chúng ta thấy một diễn viên cấp 3 lạ quá, với lại Bảo Trinh, cậu chọn ai? Tất nhiên là Bảo Trinh. Nhân dân công đoàn, tôi cũng vậy. Dịch cái gì? Giật. Kỳ lạ thật chú anh. Cậu nhìn quần cô có xuất chỉ này kia không mà tự nhiên anh nhìn tôi cười cười cái gì vậy? Đâu có. Này, phần cậu đây. Tiền lời bữa nay à? Ừ, được đấy. Mà, tức thật. Tại sao cái đám đàn bà đấy cứ nhìn tôi cười cái vẻ gì ấy, khó hiểu. Chắc là tại cậu dễ mến quá. Không gì dễ mến thì cười khác. Này, cười gì đấy? Cười gì đấy? Ôi giời, cười lúc nào cũng nghe như đang khỉ. Anh ta mới đang khỉ ạ. Chắc là ta đang nhớ bạn gái của ta đó. Nhìn mà cậu cười là tớ biết cậu biết chuyện. Nói. Này, cậu có nhớ cái phi vụ mình bàn hôm nọ không? Tiền còn đây sao không nhớ? Tớ search trên mạng 2 ngày, không thể tìm được em nào giống em Bảo Trinh cả. Đang rất là thất vọng, thì tớ nhìn thấy một diễn viên nam giống y hệt cậu đang âu yếm một con khỉ. Hôm nay nhé, tớ sẽ tiết lộ với cậu một điều thầm kín của tớ. Điều gì? Lúc có cảm hứng, tớ có thể làm 5 giờ liền không nghỉ luôn. Ôi trời, 5 tiếng đồng hồ liên tục. Tất nhiên là có đi xem phim này, đi ăn này, rồi đi cà phê nữa. Rồi... Có nghĩa là chuyện ấy là bắt đầu từ 11 giờ rưỡi đúng không? Đúng rồi. Mình rành cũ quá, vậy mà bị đắt. Công ty mới thêm một người làm kiểm toán nhưng không đủ phòng làm việc. Có lẽ chúng ta sẽ phải chia sẻ một chút. Tôi tính rồi, chỉ có phòng hai anh là đủ rộng rãi và thoáng mát. Không, phòng của tôi không có rộng bằng phòng của Duy Hoàng đâu. Này, phòng ông rất là rộng, thoáng mát, cửa sổ lại còn nhìn ra hồ nhé. Tôi sẽ nói họ đến gặp hai anh, hai người tự quyết định nhé. Nhân dân công đoàn, tôi không bao giờ chấp nhận chia phòng cho bất kỳ một ai hết. Quá đúng. Tôi có cảm giác như cái từ chia sẻ nó đang bị lạm dụng thái quá. Lúc nào cũng xe. Hắn mà bước vào phòng tôi, tôi đuổi hắn ra khỏi cửa luôn. Đúng, tôi không xe phòng với ai hết. Còn tôi cũng vậy. Chứ còn gì nữa. Dạ, cho em hỏi là các anh có biết anh Huỳnh và anh Hoàn là ai không ạ? Trần Quỳnh là anh này. Ồ thế ạ. Anh là Duy Hoàn. Thế vâng, chào hai anh ạ. Em đến làm kiểm toán cho công ty của mình. Anh ơi, chị của anh có nói là em sẽ đi xem phòng cùng với một trong hai anh. Dạ, ai ạ? Đấy là phòng anh đấy. Phòng anh có cùng cách làm việc rất là tốt. Thế ạ? Không, phòng anh đẹp hơn. Phòng anh có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài hồ nước, thơ mộng lắm. Em sẽ được thư giãn sau những giờ làm việc. Người ta đến để làm việc chứ không phải để thư giãn. Em vào phòng anh. Này, phòng ông không bằng phòng tôi đâu nhé. Này, phòng ông là sao bao giờ tôi được không? Dạ, hay là thế này, thôi cứ để cho em đi xem cả hai phòng. Như thế nào đó chúng ta sẽ quyết định sau được không ạ? Ok, đi với anh. Này, cái cậu bị rớt kìa. Đi với anh. Thế nào, em đã thỏa thuận được với hai ông kia chưa? Có gì đâu hả chị, các anh ấy rất nhiệt tình. Em nghĩ là em sẽ chọn căn phòng có cửa sổ của anh Trần Huỳnh. Ok, vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh Huỳnh nhá. Không có gì. Tôi sẽ cử vài người giúp anh dọn đồ sang phòng Duy Hoàn. Này, cái gì đấy? Chào đây. Hai anh phải làm chung phòng để nhường phòng cho cô ấy. Đi em. Này, không thể thế được. Này, tôi phải ngồi gần cái cửa sổ đấy. Đấy là phòng của tôi. Tôi là người quyết định cậu ngồi chỗ nào. Cậu nói cái gì đấy? Nếu tôi không ngồi gần cửa sổ tôi không làm việc được. Không làm việc được là việc của cậu. Phòng này là phòng của các anh ơi. Các anh lấy hộ em ly cà phê được không ạ? Em không biết sử dụng cái máy như thế nào cả. Để anh. Này.